Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn hàng móc thứ tư của chữ cái ha, gồm có các chữ C, G, chữ O, và trong chữ O nó có thêm chữ O và chữ Ơ trong bảng chữ cái tiếng Việt, và kèm chữ Q ha. Thì cùng với clip này mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn 5 dấu thanh điệu của bảng chữ cái tiếng Việt của mình luôn ha. Ta sẽ có 5 dấu thanh điệu như thế này. Ở clip mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 dấu thanh điệu này ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái hàng chữ này trước. Thì các cái hàng chữ này của mình nó sẽ được kết hợp bằng các cái vòng tròn hoặc là nửa vòng tròn nè, cho tất cả các cái chữ cái của mình ha. Thì để bắt đầu hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn chữ cờ trước. Đối với chữ cờ thì đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Chữ cờ thì các bạn sẽ gây nên cho mình tổng cộng là 12 mũi móc xích ha. Ta sẽ có 12 mũi móc xích nè. Móc lên cho mình 12 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sau khi đã có được 12 mũi móc xích như thế này rồi thì tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Chân thứ 12 móc vào đó một mũi móc đơn. Khi đã có được chân đầu tiên là một mũi móc đơn thì hai chân kế tiếp mỗi chân ta sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Thì cái chân kế tiếp này móc cho mình hai mũi móc đơn nè. 1 và 2. Tiếp tục chân kế bên nữa móc hai mũi móc đơn vào đó. Như vậy là mình sẽ tạo được cái độ cong đầu tiên cho chữ cờ ha. 6 chân móc kế tiếp mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì mình sẽ móc vào 6 chân liên tiếp. Móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục móc đơn thứ hai cho chân kế tiếp. Móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Khi đã có được 6 mũi móc đơn vào 6 chân liên tiếp thì ta sẽ còn 3 chân còn lại. 3 chân còn lại này các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cái chân đầu tiên. Và cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ở 3 chân móc cuối cùng này ha. Ta sẽ móc như cái cạnh đầu tiên bên này nè. Tức là hai chân kế tiếp này mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai này giấu sợi len thừa cho mình vào trong mũi móc ha. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì còn lại chân móc cuối cùng sẽ móc vào đó một mũi móc đơn ha. Tương tự giống như các cái mũi móc đầu tiên á. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc ta vừa móc mũi móc đơn cuối cùng, móc vào đó một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Đây, giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau hàng móc ha, phía sau mặt trái của sản phẩm thì mình sẽ được chữ cờ như thế này. Các bạn có thể dùng keo nến hoặc kim khâu khâu cho mình chữ cờ vào trong sản phẩm thì mình sẽ được ra form chữ cờ như thế này ha. Tiếp theo chữ cờ thì sẽ là chữ G. Ở đây mình có ghi sơ đồ của chữ cờ nè. Chữ cờ gây nên cho mình 12 mũi xích đầu tiên nè. Ta có 12 mũi xích cho chữ cờ. Chân đầu tiên là một mũi móc đơn, còn hai cái chân mình quấn dấu ở đây là hai mũi móc đơn vào mỗi chân nè. Tương tự hai chân cuối cùng cũng là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Còn chữ G, ở đây chữ G nó cũng tựa như là chữ cờ, nhưng mà nó chỉ khác ở chỗ nè, các bạn sẽ gây nên cho mình chữ G là 11 mũi móc xích thôi ha. Hai chân đầu tiên này mỗi chân là một mũi nè. Đến cái chân thứ ba mình sẽ là hai mũi móc đơn vào cái chân móc này, nó sẽ khác với chữ cờ là chân thứ hai có hai mũi, còn cái chân thứ hai của chữ G các bạn sẽ móc cho mình một mũi thôi ha. Ở bên hông này cũng tương tự, ta sẽ có 6 mũi, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Chữ G mình gây nên là 11 mũi xích, ít hơn cái chữ cờ là một mũi, thì lúc này mình sẽ còn hai mũi ở đây. Thì cái chân kế cuối các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn và chân cuối cùng sẽ là một mũi móc đơn ha. Thì ta sẽ có được 11 mũi xích cho cái chữ G này. Sau đó mình sẽ tiến hành móc cái đường thanh ngang này nha.
Ở đây mình vừa chuẩn bị một thanh chữ G theo như sơ đồ mình hướng dẫn. Thì để móc tiếp cái thanh ở phía trên, các bạn để ý cho mình cái chân ta vừa móc mũi móc đơn cuối cùng và chân móc của mũi móc đơn này ha. Để ý cho mình hai chân móc này nè. Sau đó từ đây gây nên một xích và móc vào chân móc của cái mũi móc đơn á, chân móc của mũi móc đơn ha, móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục cái chân mà ta móc mũi móc đơn cuối cùng cũng móc vào đó một mũi móc đơn. Ta sẽ tạo được một cái góc cạnh như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái cạnh phía trên ha. Móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Khi đã có được 4 mũi móc xích như thế này rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Hai chân móc xích đầu tiên của 4 mũi này, mỗi chân các bạn sẽ dời cho mình một mũi vào đó. Chân thứ ba cũng móc một mũi dời nè. Như vậy là cái thanh ngang đầu tiên của mình sẽ dừng lại ở hai mũi dời ha. Ta sẽ có thanh ngang bên ngoài là hai mũi dời nè. Thì tiếp tục thanh ngang bên trong cũng là hai mũi, các bạn móc lên hai xích. Sau đó tiếp tục móc lên một xích và móc vào hai chân ta vừa móc này nè, mỗi chân sẽ móc một mũi dời vào mỗi chân móc. Đây, thì lúc này cái thanh ngang ở bên trên mình sẽ có được 4 mũi móc ha. Để kết thúc cái thanh ngang này, ở bên này mình sẽ còn lại hai cái chân mũi xích nè. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân mũi kế cuối móc một mũi dời. Và tiếp tục cái chân móc thứ tư này nè, cũng móc vào đó một mũi dời. Di chuyển kim đến cái chân móc ta móc mũi móc đơn cuối cùng ở cái cạnh tròn á. Đây, móc vào đó một mũi dời. Kéo và cắt len. Sợi len thừa của mình lúc này nó đang nằm ở mặt trên. Các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời. Sau đó lôi cho mình sợi len thừa ra phía sau. Tiến hành giấu sợi len thừa vào mặt trái của sản phẩm. Sau đó dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cố định cho mình chữ G này vào trong sản phẩm. Đây, canh chỉnh cho mình các cái mũi móc ha. Sau đó khâu cái chữ G này vào trong sản phẩm thì mình ra được cái form chữ G như thế này. Đây là form chữ G của mình ha. Chữ cờ và chữ G vừa hoàn tất thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ba chữ cái là chữ O, chữ O và chữ Ơ. Thì ta có chữ O và chữ Ơ trong bảng chữ cái tiếng Việt của mình nè. Thì đầu tiên mình sẽ làm chữ O trước ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Đối với chữ O, đầu tiên gây nên cho mình 18 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Sau khi đã có được 18 mũi móc xích thì canh chỉnh cho mình mặt phải của sợi xích này. Sau đó đưa kim đến chân móc của mũi xích đầu tiên ở đây, móc cho mình vào đó một mũi dời. Sau đó gây nên một xích. Đây sẽ là độ rộng của chữ O mình ha. Ta sẽ có 18 chân móc nè, và 18 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên. Móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Chân đầu tiên sẽ là hai mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, móc vào đó một mũi móc đơn. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Chân thứ ba sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Đây, ba chân đầu tiên, chân thứ nhất hai mũi móc đơn, chân thứ hai một mũi móc đơn và chân thứ ba hai mũi móc đơn. Thì ta sẽ tạo được một cái độ cong cho chữ O như thế này. Thì tiếp tục để tạo được cái cạnh kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân móc kế tiếp. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Thì mình sẽ có 6 chân móc liên tiếp. Móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Tiếp tục móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu.
Ta có được 6 mũi móc đơn liên tiếp vào 6 chân móc. Thì ba chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình tương tự giống như ba chân móc đầu tiên, tức là chân kế bên này 2 mũi móc đơn nè. Chân nằm chính giữa là 1 mũi móc đơn. Và chân kế tiếp sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Lúc này mình sẽ còn lại 6 chân móc cuối cùng, thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Ta sẽ có được 6 mũi móc đơn cho 6 chân móc còn lại ha. Móc đơn thứ 3 nè, tiếp tục mũi móc đơn thứ 4, mũi móc đơn thứ 5 và mũi móc đơn thứ 6. Khi đã móc đến cuối hàng rồi thì tiếp tục đâm kim cho mình nè. Ở đây các bạn sẽ để ý cho mình, nhiều bạn sẽ dễ nhầm lẫn bởi cái móc mũi dời ở phía dưới nè. Thì đây sẽ là chân mũi dời thôi ha, nó không phải là một chân móc, ta sẽ không móc vào đó. Mà các bạn di chuyển cho mình đến cái chân móc mũi đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó lên một xích, kéo vào các len, giấu cho mình sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm ha. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái form chữ O, đến cố định cho mình lên sản phẩm nè. Thì chữ O của mình sẽ như thế này nha. Tiếp theo chữ O sẽ là chữ O và chữ Ơ nè. Thì ở đây mình có ghi sơ đồ của chữ O. Thì chữ O các bạn móc cho mình tương tự chữ O và chữ Ơ luôn nha. Tức là ta đều móc theo sơ đồ như vậy nè. Đây, chữ O và chữ O, chữ Ơ đều giống như nhau ở cái phần bụng tròn á. Và tất cả các cái chữ này đều là 18 mũi xích. Các bạn sẽ móc cho mình theo thứ tự như sau ha. Đây, mũi móc đầu tiên thì sẽ là 2 mũi móc đơn vào đây. Chân thứ 2 là 1 mũi, chân thứ 3 là 2 mũi nè. Là cái chân mình khoanh tròn á, tức là những cái chân này mình sẽ là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Các cái chân còn lại sẽ là 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Sau đó tiếp tục được 6 chân rồi ha, thì móc cái cạnh bên dưới cũng là 3 chân nè, 2 chân mà mình khoanh tròn, mỗi chân sẽ là 2 mũi móc đơn ha. Và chính giữa sẽ là 1 mũi móc đơn. Còn lại là 6 chân móc ngoài cùng này, mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Thì các bạn sẽ làm cho mình theo thứ tự như thế này ha. Cho chữ O, chữ O và chữ Ơ luôn. Khi móc được theo cái thứ tự như thế này thì trong đây mình có cái chữ Ơ. Chữ Ơ có cái dấu móc, móc trực tiếp vào trong chữ O luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái dấu Ơ này. Từ đây tiếp tục lên cho mình thêm 3 mũi xích. Ta sẽ có thêm 3 mũi xích ha. Như vậy là ở đây mình đã có được tổng cộng là 4 mũi xích, tính luôn cái mũi xích mà mình chốt mũi á. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích nữa. Để tạo được cái độ cong cho chữ Ơ, móc vào chân đầu tiên một mũi dời. Khi được mũi dời vào chân đầu tiên rồi thì chân móc thứ 2 và thứ 3. Mỗi chân sẽ là 2 mũi dời ha. Chân thứ 2 là 2 mũi dời nè. Tiếp tục tương tự chân thứ 3 cũng là 2 mũi dời nha. Mũi dời thứ nhất nè. Và mũi dời thứ 2. Còn lại một chân móc nữa thì chân cuối cùng này sẽ móc vào đó một mũi dời. Khi đã móc được tổng cộng 6 mũi dời vào 4 chân móc, lúc này cái đường cong của mình nó sẽ tạo ra như thế này. Các bạn tiến hành quay ngược đầu móc lại là cái mặt trái của chữ O á. Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân móc mà ta gặp đầu tiên ở đây nè. Móc vào đó cho mình một mũi dời ha. Kéo vào các len. Lúc này sợi len thừa đang nằm ở mặt trái, các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình vào trong các cái mũi móc ha. Thì mình sẽ hoàn tất được cái chữ Ơ như thế này. Cũng dùng kim khâu hoặc keo nến đính cho mình cố định chữ Ơ lên sản phẩm, thì mình sẽ hoàn tất được một form chữ Ơ như thế này ha. Còn đối với chữ Ô, ta có cái dấu muỗng như thế này, thì các bạn cũng sẽ quay ngược lại cho mình ở clip đầu tiên, mình hướng dẫn móc chữ Á và chữ Ớ á. Các bạn sẽ móc cho mình một cái dấu như thế này, sau đó mình đặt cái dấu này làm úp lại ở trên chữ O thì nó sẽ ra được chữ O ha.
thì mình có để video hướng dẫn ở bên dưới á, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Thì mình sẽ hoàn tất được ba chữ o o ơ nè. Bây giờ tiếp tục cái chữ quy ở đây. Thì đối với cái chữ quy này, ta cũng móc gần giống như là cái chữ o o ơ ha, nhưng mà thứ tự nó sẽ khác nè. Tức là chữ quy mình cũng gây nên 18 mũi xích đầu tiên bằng với số mũi móc ở bên trên ha, o o ơ nè, cũng là 18 mũi luôn. Nhưng mà thứ tự của chữ quy, cái chân móc đầu tiên từ đây, tức là chân đầu tiên cho đến chân móc thứ năm, ta sẽ có 5 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đến cái chân móc thứ sáu và thứ tám là cái chân mình khoanh tròn ở đây nè, mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn. Chính giữa của nó mình sẽ có được một mũi. Đây là cái chân thứ bảy, các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi ha. Nó sẽ tương tự giống như cái cụm bên trên của chữ O á. Còn lại sáu cạnh bên này là một mũi nè. Tiếp tục chân thứ 15 và chân thứ 17, mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn. Và chính giữa của nó là chân thứ 16 là một mũi nè. Ta sẽ còn cái chân 18 này, thì cái chân này móc một mũi móc đơn, sau đó dời vào cho mình đến chân móc thứ nhất để mình kết thúc cái vòng tròn ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái thanh ngang ở đây. Từ cái thứ tự bên này nha. Thì khi đã kết thúc được cái thứ tự mà mình vừa báo ở trên á. Đây, thứ tự là từ cái chân móc thứ 1 cho đến chân móc thứ 18 nè. Thì lúc này chân móc thứ 18 này sẽ tiến hành dời cho mình đến cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên á, ở chân móc thứ nhất. Móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Lúc này mình sẽ tạo ra được một cái chữ O như thế này. Chữ O của mình như thế này ha. Và cái điểm ta kết thúc nó sẽ nằm ở gần như chính giữa của cái thân chữ O nè. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Khi đã có được 3 mũi móc xích rồi, tiếp tục lên một mũi móc xích nữa và đâm kim vào 3 chân liên tiếp này, mỗi chân sẽ làm một mũi dời vào mỗi chân móc. Mũi dời thứ nhất nè, mũi dời thứ hai và mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba. Khi có được 3 mũi dời vào 3 chân rồi ha, thì đâm kim vào chân mũi dời mình kết thúc vòng nè, móc vào một mũi dời. Lúc này sợi len của mình đang nằm ở mặt trên của sản phẩm. Kéo cho mình sợi len dài ra, sau đó đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mà ta vừa móc mũi dời vào đó. Kéo cái vòng này hoàn toàn xuống phía sau ha. Ta được cái thanh ngang bên ngoài rồi nè. Tiếp tục đâm kim cho mình vào ở cái vòng tròn bên trong và đâm kim vào cái chân thẳng hàng luôn nha. Đâm kim vào chân móc này, sau đó kéo cái vòng tròn này lên phía trên. Rút ngắn cho mình lại nè, sau đó kéo lên phía trên. Từ đây gây nên một mũi móc xích. Có được một mũi móc xích rồi thì tiếp tục lên một mũi móc xích nữa. Sau đó đâm kim vào chân móc xích mà mình vừa tạo đầu tiên á, móc vào đó một mũi dời. Từ đây tiến hành kéo sợi len vào cắt len. Sợi len của mình đang nằm ở mặt phải của sản phẩm. Các bạn đâm kim cho mình đến cái chân móc mà mình đâm kim để tạo cái điền này nè, sát bên á. Kéo cho mình sợi len thừa ra phía sau và giấu sợi len vào mặt trái của sản phẩm ha. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái chữ quy như thế này. Có thể dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cố định cho mình chữ quy vào trong sản phẩm ha. Thì mình sẽ ra được một form chữ quy như thế này nha. Đây là chữ quy của mình. Như vậy là mình vừa hướng dẫn được xong cho các bạn cách móc các cái chữ cái tạo thành từ các cái đường cong nè. Đây ta sẽ có 6 chữ cái tạo thành các đường cong như thế này nha. Thì trong clip này mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn 5 dấu thanh điệu trong bảng chữ cái tiếng Việt của mình ha. Ta sẽ có 5 dấu thanh điệu như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn dần cho các bạn từ trái qua phải ha. Đối với dấu sắc và dấu huyền á, thì hai cái dấu này móc tương tự nhau nè. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái dấu này trước. Đầu tiên sẽ tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Ở dấu sắc và dấu huyền gây nên 4 mũi xích. 1, 2
3 và 4. Được 4 mũi xích rồi, tiếp tục lên một xích nữa và đâm kim vào 4 chân móc mình vừa tạo nè. Mỗi chân các bạn sẽ dời lại cho mình một mũi, tức là ta sẽ móc mũi dời vào 4 chân móc ha. Mũi dời thứ hai cho chân thứ hai nè, tiếp tục mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba, mũi dời thứ tư cho chân móc cuối cùng. Được 4 mũi dời vào 4 chân rồi thì lên một xích, kéo và cắt len, giấu cho mình sợi len thừa vào phía sau của sản phẩm. Đây, tiến hành giấu cho mình sợi hai cái sợi len thừa này ha, ra phía sau của sản phẩm nè. Cũng dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cho mình cố định dấu này lên trên chữ cái của mình nè. Thì đối với dấu sắt, các bạn sẽ khâu cho mình một góc nghiêng 45 độ, nghiêng qua phải 45 độ thì mình sẽ hoàn tất được dấu sắt. Còn dấu huyền thì nghiêng ngược lại ha, nghiêng qua trái 45 độ thì mình sẽ hoàn tất được dấu huyền nè. Đây, khi đã được dấu sắt và dấu huyền thì tiếp tục cái dấu hỏi ở đây ha. Dấu hỏi thì tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Đối với dấu hỏi thì gây nên cho mình 6 mũi móc xích, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Khi đã được 6 mũi móc xích rồi, tiếp tục lên một mũi móc xích nữa. 3 chân móc đầu tiên, mỗi chân sẽ là một mũi dời vào mỗi chân móc ha. Mũi dời thứ nhất cho chân thứ nhất nè, tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai, mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba. Khi có được 3 chân, mỗi chân là một mũi dời rồi thì lúc này mình sẽ còn lại 3 chân cuối cùng. Thì 3 chân cuối cùng này các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình vào mỗi chân, và mỗi chân sẽ là 2 mũi dời vào mỗi chân ha. Chân thứ tư là 2 mũi dời nè. Tiếp tục chân thứ năm cũng móc 2 mũi dời. Và chân thứ sáu, chân móc cuối cùng cũng là 2 mũi dời. Cuối hàng thì móc lên một xích, kéo và cắt len. Cũng giấu cho mình sợi len thừa, hai sợi len thừa này ra phía sau của sản phẩm ha. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái dấu hỏi như thế này nè. Đính cố định cho mình dấu hỏi lên trên các cái chữ cái mà mình cần đính á, thì mình sẽ ra được một cái form dấu hỏi như thế này. Đây là dấu hỏi ha. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái dấu ngã ở bên cạnh. Đây là dấu ngã ha. Đối với dấu ngã thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái sợi dây móc xích gồm 10 mũi xích ha. Tạo một nút nè, sau đó từ cái nút này ta sẽ móc lên 10 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Khi được 10 mũi móc xích rồi, đối với dấu ngã thì các bạn ở đây mình sẽ có hai cái đường bo cong nè. Thì mình sẽ móc ngược ha. Móc lên một mũi móc xích. Chân thứ 10 và chân thứ 9 mình sẽ tiến hành chụm lại thành một chân ha. Thì cái cách chụm như sau. Các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào chân móc thứ 10. Sau đó xoay kim lên phía trên và đâm kim đến chân móc thứ 9. Trên kim của mình có 3 mũi như thế này rồi thì kéo len qua hết 3 chân trên kim ha. Cái đường móc của mình nó hơi khó một chút nè. Các bạn sẽ kéo cẩn thận cho mình qua 3 chân trên kim ha. Tiếp tục hai chân kế tiếp là chân thứ 8 và chân thứ 7 cũng làm tương tự giống như chân thứ 9 và 10 á. Cũng đâm kim lần lượt vào hai chân nè. Được 3 mũi trên kim thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Tiếp tục cho chân thứ 6 và chân thứ 5 cũng vậy ha. Cũng đâm kim cho mình vào hai chân liên tiếp. Ngoặt kim lên phía trên nè. Đâm kim vào chân kế tiếp, sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Thì lúc này 6 mũi móc của mình nó sẽ tạo ra được 3 mũi móc ở bên trên và nó sẽ có cái đường cong ngoặt lên như thế này ha.
Ta còn lại 4 chân móc thì cái chân móc thứ tư sẽ móc vào đó một mũi dời. Chân thứ 3 và chân thứ 2, mỗi chân sẽ là 2 mũi dời vào mỗi chân móc ha. Chân thứ 3 là 2 mũi dời nè. Mũi dời thứ nhất. Mũi dời thứ hai. Chân thứ 2 cũng tương tự ha, 2 mũi dời vào chân thứ 2. 1 nè. Tiếp tục mũi dời thứ 2. Còn lại chân móc cuối cùng thì sẽ móc vào chân cuối cùng này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa này vào mặt trái của sản phẩm ha, sau đó canh chỉnh cho cái phần giấu của mình nè. Ta cũng dùng keo nến hoặc kim khâu đến cố định cho mình cái dấu ngã này lên phía trên của sản phẩm, thì mình sẽ hoàn tất được một form dấu ngã như thế này nha. Dấu thanh cuối cùng của mình đó là cái dấu nặng. Thì ở cái dấu nặng này các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Tạo một vòng tròn nè, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 5 mũi móc đơn liên tiếp. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Và tiếp tục mũi móc đơn thứ năm. Khi có được 5 mũi móc đơn vào vòng tròn rồi, di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc vào đó một mũi dời. Đây là chân móc đầu tiên nè ha, móc vào một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào các len. Giấu cho mình sợi len thừa này vào mặt trái của sản phẩm. Thì mình sẽ hoàn tất được cái dấu nặng như thế này ha. Tương tự như các dấu còn lại nè, khâu cố định vào trong sản phẩm thì mình sẽ hoàn tất được cái dấu nặng như thế này. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn 5 dấu thanh điệu cũng như là 6 chữ cái tạo được các cái vòng tròn như thế này ha. Chúc các bạn thành công!